kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những yêu cầu quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng trên cả nước. Nhận thức được điều này, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là một trong những trường đại học đầu tiên trên cả nước tiến hành đánh giá ngoài chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong cái xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, với yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu làm việc luôn thay đổi, thì việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường là một yêu cầu rất bức thiết. Do đó, việc kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường không những đánh giá của hệ thống quản lý nhà trường có hiệu quả hay là các chương trình đào tạo nhà trường có đáp ứng được các chuẩn mực hay không, mà còn nâng cao có tính trách nhiệm của nhà trường về chất lượng đào tạo, và đồng thời qua đó hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện trong giai đoạn sắp đến. Sau thời gian đăng ký và trải qua những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ hồ sơ, minh chứng theo bộ công cụ gồm 10 tiêu chuẩn tự đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn là cơ sở giáo dục đầu tiên trên cả nước để đánh giá ngoài chất lượng giáo dục. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2015, tại Trường Đại học Sư phạm đã diễn ra lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đây là một cột mốc lịch sử của nền kiểm định chất lượng giáo dục nước nhà, là một trong những điều kiện để cơ sở giáo dục đại học được công nhận phân tầng đã được kiểm định chất lượng giáo dục đạt yêu cầu. Trước đây chúng ta có những cái đợt đánh giá theo cái phân trong khuôn khổ dự án giáo dục đại học 1, rồi phân bổ giáo dục đại học 2, nhưng triển khai theo quy trình mới đầy đủ từ quá trình tự đánh giá cho đến khi có đánh giá và có cái công nhận của tổ chức kiểm định độc lập, thì đây là đơn vị đầu tiên của cả nước. Tốt nhỉ? Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo và chuẩn hóa các chương trình đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Bây giờ hệ thống chúng ta đã mở rộng là hơn 440 trường đại học cao đẳng cả nước, cả công lập và tư thục. Như vậy thì cái giải về cái chất lượng thay đổi rất là rộng, từ cái trường thấp cao tốt trên cho đến những cái trường coi như là mức độ nó có thể chấp nhận được. Cho nên là cái phạm vi chất lượng của nó không phải là đồng nhất như trước nữa, bởi vì một cái số lượng trường rất là lớn như vậy, cho nên là không thể nào mà đồng nhất trường nào như trường nào. Vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái hệ thống để chúng ta đánh giá cái chất lượng, sắp xếp lại cái chất lượng để mà công khai minh bạch cho xã hội và người học biết là cái chất lượng trường A nó khác trường B hay khác trường C, để cho là cái thí sinh có sự lựa chọn cũng như đầu tư vào học tập, chứ không phải là coi như là trường nào như trường nào. Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng diễn ra trong 5 ngày, từ 25 đến 29 tháng 10 năm 2015. Để có được thông tin đa chiều, đa diện và đảm bảo độ chính xác, tin cậy, thì đoàn đã tiến hành phỏng vấn, tham khảo ý kiến, nghiên cứu hồ sơ của tất cả các bên liên quan. Các chuyên gia đoàn đánh giá ngoài đã thảo luận với 14 nhóm khác nhau, từ lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo nhà trường, nhóm nhà tuyển dụng lao động, nhóm sinh viên và cựu sinh viên. Sau đó, đoàn đánh giá ngoài thực hiện quan sát, dự giờ đến khảo sát thư viện cũng như toàn bộ các cơ sở vật chất khác của nhà trường. Trong suốt quá trình đánh giá, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục đã làm việc tích cực, nghiêm minh trong mọi khâu kiểm tra đánh giá để có được những kết quả chuẩn xác, khách quan, trung thực. Các thảo luận đã cho những thông tin đa chiều để trên cơ sở đó đoàn đưa ra cái báo cáo đánh giá ngoài, và căn cứ vào kết quả các cái thảo luận nghiên cứu hồ sơ thì đoàn sẽ có dự thảo báo cáo gửi nhà trường, và trên cơ sở đó thì nhà trường đưa ra những ý kiến phản hồi và đoàn sẽ tiếp tục hoàn chỉnh cái báo cáo cuối cùng. Và sau khi có cái báo cáo cuối cùng rồi thì đoàn sẽ gửi chính thức nhà trường và công bố kết quả đánh giá chính thức. Thì sau khi có cái kết quả đánh giá chính thức thì nhà trường có thể đăng ký để tiếp tục được công nhận kết quả kiểm định chất lượng tại Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục, tại Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Và với những cái mức kết quả đạt được theo yêu cầu quy định tại Thông tư 62 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy trình kiểm định chất lượng,
thì nhà trường sẽ được công nhận, sẽ được cấp cái chứng nhận kiểm định chất lượng có giá trị trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày qua, các chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học để có những đánh giá đầy đủ và chính xác về chất lượng trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Và sáng nay, ngày 29 tháng 10 năm 2015, đã diễn ra buổi bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng với nhiều thông tin và khuyến cáo quan trọng. Tại buổi lễ bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo sơ bộ khảo sát chính thức. Báo cáo sơ bộ đã chỉ ra hiện trạng chất lượng giáo dục của trường Đại học Sư phạm. Sau khi lãnh đạo Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục và trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng ký biên bản hoàn thành đợt đánh giá ngoài, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện bản đánh giá. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 1 năm sau.